chúng ta sẽ đến với trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 32 và chờ đợi những cô gái vàng chúng ta sẽ viết tiếp một nấc thang nữa của lịch sử. Ngày hôm nay là cơ hội để chúng ta có được tấm huy chương vàng SEA Games thứ tư liên tiếp và là thứ 8 trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Chỉ có duy nhất một sự thay đổi so với cuộc gặp gỡ của hai đội ở vòng bảng, đó là vị trí của Trần Thị Hải Linh. Ngày hôm nay Hải Linh ra sân ngay từ đầu thay cho vị trí của Dương Thị Vân. Còn với cầu thủ Myanmar, đáng chú ý trong đội hình xuất phát của họ ngày hôm nay, huấn luyện viên Uki Tetiro đã không sử dụng số 7 là Win Thay Tun và số 8 là So So Than. Những người đồng đội của mình sẽ quyết tâm cho tấm huy chương vàng SEA Games thứ 8 của chúng ta. Và ngày hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam là những người được đánh giá cao hơn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội tuyển nữ Việt Nam trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Tốt cho đội tuyển Việt Nam. Đã có rất phút thứ 2 của trận đấu. Quyết rồi, Huỳnh Như không được. Đó là tình huống băng vào và chạm bóng hết sức nhạy cảm của Huỳnh Như. Những pha chạm một của Huỳnh Như vẫn luôn là của hiếm. Tình huống di chuyển chạy chỗ rất thông minh và pha chạm bóng bằng má ngoài của Từ Quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó là một khởi đầu tích cực cho chúng ta. Một góc máy cho thấy Huỳnh Như đã ở rất gần với bàn thắng rồi. Số 12 Du Khơ Kim của mình đang có những bước chạy rất mạnh mẽ, chúng ta phải giải trừ. Du Khơ Kim là cầu thủ không thi đấu khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng. Bắt đầu từ trận bán kết thì Hoàng Thị Loan, một cầu thủ có khả năng đấu 1-1 rất tốt, cũng đã bị cầu thủ bên phía Myanmar bỏ lại. Thủ và bóng sâu xuống. Tuyết Dung ra đây. Huỳnh Như khung thành trống rồi và tỷ số là 1-0. Đã có bàn thắng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, lại là Huỳnh Như. Vậy là chúng ta chỉ có chờ sau khoảng gần 2 phút so với ở trận đấu gặp nhau ở vòng bảng thôi. Phút thứ 12 và lưới của Myanmar đã rung lên, tiếp tục làm tình huống mà Huỳnh Như và Tuyết Dung đã tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại đường truyền này. Chuyển rất hay của Tuyết Dung và pha dướn người của Tuyết Dung đã trở thành một đường kiến tạo không thể dễ dàng hơn cho Huỳnh Như. Và chạm bóng quá đơn giản của Huỳnh Như. Đứng trước đó là tình huống phối hợp tập thể tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đó cũng là sức mạnh lớn nhất mà huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn cố gắng xây dựng cho các học trò. Cười thật hiền hậu của huấn luyện viên Mai Đức Chung và khoảnh khắc ăn mừng mà chúng ta vẫn thường thấy ở Huỳnh Như. 96 này mặc dù không sở hữu chiều cao quá ấn tượng, khả năng bọc lót và đặt tình huống là rất tốt. Một tình huống thoát tim đối với hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Một Huỳnh Như ở phía đền. Huỳnh Như đảo chân, vẫn là Huỳnh Như có đồng đội tiếp ứng đường chuyền hay. Bích Thủy. Khi Maratun không quá lâu sau khi tỉa một đường bóng nguy hiểm ở phía trên đã lao về vào phòng ngự. Chúng ta cũng phải thấy tầm ảnh hưởng của số 10 bên phía Myanmar. Hãy nhìn những bước chạy của khi Maratun. Và Huỳnh Như thì như thường lệ vẫn luôn biết cách đưa ra những giải pháp hợp lý nhất. Chơi bóng rất khó chịu. Rồi, đây là thời cơ, bóng ở trước cửa khung thành nhưng không có cú sút. Và ra vào không tốt của thủ môn về phía Myanmar. Với một cầu thủ lần đầu lên tuyển và tham dự một giải đấu lớn thì có thể nói Thúy Nga đã hòa nhập rất nhanh. Hơi tiếc là Bích Thùy có lẽ cũng bất ngờ khi mà thủ môn đội bạn đã hụt và hoàn toàn có thể tin vào những điều tuyệt vời hơn ở phía trước. Chính Huỳnh Như trước trận đấu cũng đã phát biểu rằng không chỉ là tấm huy chương vàng thứ tư, đây có thể là cơ hội cho Myanmar. Chúng ta cần dè chừng cú sút và dứt điểm không tốt của số 12 bên phía Myanmar. Hàng thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn cần hết sức tập trung. Lần này sẽ là Bích Thùy. Số bóng bằng cách đánh đầu. Tuyến 2. Cú sút ngay. Đó là một pha ra chân hợp lý của Thái Thị Thảo. Có một quãng thời gian tỏa sáng trong các giải trẻ của bóng đá nữ Việt Nam. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Kim Thanh. Rất cố gắng, vẫn là Tuyết Dung. Tuyệt vời Tuyết Dung, đây là Huỳnh Như.
Bích Thủy đang băng lên nhưng vẫn là Huỳnh Như chân trái. Đá hơi nhẹ. Một lần nữa chúng ta thấy được sự kết nối tuyệt vời giữa Tuyết Dung và Huỳnh Như. Hướng tấn công bên cánh trái đang làm hướng tấn công cực kỳ lợi hại của đội tuyển nữ Việt Nam, vẫn là những tình huống xử lý kỹ thuật của Huỳnh Như. Góc sút là hơi hẹp và cơ hội là không nhiều cho Huỳnh Như ở cú sút này. Rủi ro. Huỳnh Như. Rồi, Khánh Thảo. Đây là pha đi bóng rất hay ở góc biên của Huỳnh Như. Đúng là pha dứt điểm không được như ý của Thái Thị Thảo. Đội viên Mai Đức Trung. Màn hình thì có vẻ như huấn luyện viên Mai Đức Trung nói là tiếc quá, phải tập trung vào. Chúng ta cần chắc chiêu mọi cơ hội có được. Thì cách biệt lúc này chỉ là một bàn mà thôi. Và đây là trận chung kết. Chúng ta đã thấy những giọt nước mắt. Chúng ta thực sự đã có một trận đấu đầy nỗ lực và đáp lại niềm tin của đội Mai Đức Trung. Anh trung vệ dọc rất hiệu quả. Một đường bóng dài nguy hiểm. Kim Thành đã tỉnh táo. Sẽ có 4 phút bù giờ cho hiệp đấu đầu tiên. Phật bóng hơi sâu một chút của cầu thủ bên phía Myanmar. Nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của Kim Thành và chỉ tìm cơ hội từ những tình huống sút xa. Đó là tình huống mà Thái Thị Thảo đã thoát xuống rất nhanh. Rất tiếc là tiền vệ của chúng ta đã việt vị. Pha bóng khá nhạy cảm trong bàn thắng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Đột phá, cú sút. Tình huống mà Bích Thùy đã quyết định đẩy bóng vào trung lộ và thực hiện một cú sửa lòng. Trái bóng đi chưa đủ hiểm hóc để có thể đánh bại được Nhi. Và Bích Thùy, Huỳnh Như và Tuyết Dung hoàn chuyển vị trí cho nhau rất biên hòa. Đá bên trong của Bích Thùy là người có độ an tường và những chiến thuật rất tốt. Và tạt bóng, đánh đầu, khá nguy hiểm. Tình huống bóng bổng sẽ là điều chúng ta phải giải trình. Diễm My không phải là người có thể hình tốt và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những tình huống tương tự như thế này. Trong số 3 trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam thì chỉ đã ghi bàn và lưới liền màn. Đây là một tình huống rất nguy hiểm của đội bạn. Hoan hô Diễm My. Đó là pha thoát xuống của Win Thanh Tun. Những phương án sút xa là sự lựa chọn duy nhất vào lúc này. Rất khó để có thể ăn bàn với những cú đá như vậy. Giúp cho các đội bộ. Đây là một quả chạm bóng nguy hiểm của Myanmar. Vẫn là Kim Malatun. Quả bóng hiếm hoi mà chúng ta thấy số 10 của Myanmar đặt chân vào trong vòng cấm địa của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ngay lập tức sóng gió đã nổi lên. Đầu trong tư thế hơi vơi của Kim Malatun. Rõ ràng những pha bóng bổng là điều chúng ta vẫn phải giải trình. Zonep. Và có thêm một bàn thắng nữa. Thì khó khăn sẽ là các đội. Đây là Thanh Nhã. Bên trong Hải Yến vẫn là Thanh Nhã. Và Thanh Nhã. Vạch ngang thăng hoa của Thanh Nhã. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Thanh Nhã đã có bàn thắng vào lưới của Myanmar. Lần này bàn thắng ấy quan trọng hơn. Một cú đá cũng rất giống với pha dứt điểm của Thùy Trang ở vòng bảng, nhưng thực sự là góc đá này còn khó hơn. Và đây là bàn thắng in đậm dấu ấn cá nhân của Thanh Nhã. Một mình Thanh Nhã tranh cướp giữa hai cầu thủ Myanmar lấy được bóng. Và cú đá quá đẹp. Tuyệt vời Thanh Nhã. Bàn thắng đầy kỹ thuật của Thanh Nhã. Bóng đi liệng và xoáy khiến cho thủ thành Miani đã không thể kiểm soát được. Một đường cong hoàn hảo và nó khiến cho cảm xúc của huấn luyện viên Mai Đức Trung trở nên tuyệt vời hơn. Niềm vui của ban huấn luyện cùng với đội tuyển nữ Việt Nam 2-0. Một trong những cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Mai Đức Trung chăm bẵm và kỳ vọng nhiều nhất. Và đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của Tuyết Dung. Nếu điều đó xảy ra sẽ là hoàn hảo. Cú sút xa. Và chân rất tự tin của Phạm Hải Yến.
chơi rất thoải mái. Một pha ra chân có phần hào phóng của Hải Yến trong một thế trận quá thuận lợi cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Và chơi bóng của Myanmar quá đơn giản với Kim Thành. Thậm chí cầu thủ Myanmar đang liên tục có những pha ham bóng nguy hiểm trong những phút cuối cùng. Đó là biểu hiện của sự bất lực. Kim Thành bị đau. Đầu gối của Sa Thọ Thọ đã va chạm với sườn của Kim Thành. Hải Yến, đội mình Hải Yến đang có mặt trong khu vực 16m50. Quyết định dứt điểm là chính xác. Hải Yến đã quyết định xử lý ngay chứ không chờ đồng đội băng lên. Cú ra chân hoàn toàn chấp nhận được. Chúng ta vừa có cơ hội để thêm vào chiếc vương miện của mình một viên kim. Thì Marathon đã phạt góc và Kim Thành bắt gọn bóng. Đó là dấu chấm hết cho những nỗ lực ít ỏi còn lại của đội tuyển Myanmar. Và lúc này chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược để chờ đợi khoảnh khắc mà trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Và hết giờ.